Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 130. Lời của sư phụ: chấp nhận chính mình, đó là một phước báo. Tại sao quý vị phải nghiêm khắc với bản thân quá vậy? Sao biết người khác tốt hơn mình? Thậm chí sao quý vị biết tôi giỏi hơn quý vị? Tôi không hay hơn người nào cả, mà tôi chỉ chấp nhận chính tôi, chỉ cảm thấy rằng tôi tốt. Bởi vì nếu Thượng Đế không cảm thấy bằng lòng về tôi, Ngài đã không sinh ra tôi như thế này. Ngài làm thế nào, tôi cũng ok. Tôi là sao, tôi thấy cũng được. Cho nên hãy cảm thấy như vậy về bản thân hoặc về bất cứ người nào. Dĩ nhiên chúng ta có những cái gì đó mà bản thân mình không ưa. Nhưng thậm chí chúng ta là ai mà có thể phán đoán được chính mình? Thượng Đế bảo rằng, chớ phán đoán. Không phải chỉ có nghĩa là đừng xét đoán kẻ khác, mà nó còn có nghĩa là đừng xét đoán bản thân. Hãy cố gắng hết sức làm những gì khiến quý vị cảm thấy thoải mái, những gì thay đổi được. Nếu nó làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu, thì thay đổi. Nếu thay đổi mà không làm quý vị cảm thấy dễ chịu, thì dù bao nhiêu người nói, cũng đừng thay đổi. Nếu không thể thay đổi được, thì đừng thay đổi dù biết rằng điều đó tốt. Hãy tha thứ cho mình và vui hưởng. Hưởng thụ những cái khác mà quý vị có và ráng đừng để ý càng nhiều càng tốt tới những cái xấu của bản thân mà quý vị cảm thấy không ưa. Xét cho cùng, Thượng Đế sinh chúng ta ra đủ mọi màu da, đủ mọi cá tính để chúng ta có thể sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc. Cho nên hãy chấp nhận chính mình, chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, không cần phải hoàn hảo. Tôi biết quý vị không thích giày cao gót, nhưng tôi vẫn mang, không sao cả. Mới đầu tôi đâu muốn thoa phấn thoa son như vậy. Sau đó nghĩ lại, ồ, sao lại không nhỉ? Đâu có sao. Đôi khi tôi cảm thấy dễ chịu, đôi khi cảm thấy không dễ chịu. Đôi khi mặc đồ như vậy, nhưng khi không có quý vị, tôi mặc đủ thứ như quý vị, cũng thấy dễ chịu. Hôm nay tôi thấy thật không muốn mặc cái này, nhưng cũng không sao. Cũng có ích lợi gì đó. Cũng được, không sao cả. Chúng ta không nên quá khắt khe với chính mình, bởi vì như vậy tức là chúng ta khắt khe với Thượng Đế. Chúng ta trách Ngài sinh chúng ta ra như vậy, trách Ngài đặt chúng ta vào hoàn cảnh khiến chúng ta học những thói quen xấu, trách Ngài không giúp chúng ta cải biến những thói quen ấy, và trách Ngài về sự bất hoàn hảo mà chúng ta nghĩ Ngài đã tạo nên. Thành ra đừng lo chuyện đó. Nếu Ngài vui với quý vị, thì quý vị cũng nên vui với chính mình. Thật tình chúng ta không có sao cả. Quý vị tới đây bởi vì quý vị cảm thấy quý vị có sao. Và tất cả những gì tôi nói với quý vị, quy tụ chỉ có một điều rằng quý vị không sao cả. Luôn luôn như vậy từ trước tới giờ. Tất cả những bài thuyết giảng, tất cả những buổi hội thảo, tất cả những cuộc bế quan và tất cả những lời vấn đáp đều có ý muốn đưa về một điểm. Đó là quý vị không có sao. Quý vị rất đặc biệt, bất kể là gì. Bởi vì không người nào khác giống như quý vị. Bởi thế quý vị không sao cả. Bỏ quý vị ra là thế giới sẽ khác, bởi vì có một cái gì đó thiếu sót không phải là quý vị. Không một ai có thể thay vào chỗ đó, thành thử quý vị ắt hẳn không sao. Tất cả những viên gạch trong một ngôi nhà, một số có thể nhỏ hơn, một số có thể lớn hơn. Một số có thể có lỗ hổng ở giữa, một vài viên có thể bị lọ lem hay bị khuyết chỗ nào đó, nhưng tất cả giữ căn nhà lại với nhau. Lấy một viên ra, căn nhà không phải là căn nhà nữa. Thành tựu quý vị không có sao cả. Cho nên quý vị tu chỉ để chấp nhận chính mình, chỉ để cuối cùng biết rằng quý vị là Thượng Đế, hoặc để từ từ nhận thức rằng quý vị là hoàn mỹ về mọi mặt. Giống như hạt cát, hoàn mỹ về mọi mặt, quý vị lại càng hoàn mỹ nhiều hơn nữa. Đừng lo lắng nhiều về mọi việc mình làm, bởi vì bây giờ dầu sao quý vị cũng biết cái gì đúng, cái gì sai,
và quý vị cố hết sức. Mọi người biết, toàn thể vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình, nếu không quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kêu bằng khiếm khuyết của bản thân. Mọi người biết, thành ra không có sao, hãy chấp nhận mình, bởi vì dầu gì đi nữa, quý vị cũng đã là hoàn mỹ. Người nào dám phán xét quý vị chứ? Hãy để kẻ không có tội ném viên đá đầu tiên. Tôi không phải là người ném viên đá đó. Lời pháp cam lồ. Khi có dịp, đồng tu chúng ta nên tự tập cho mình thói quen với bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu không, chúng ta không biết phải làm sao khi hoàn cảnh tới. Sau khi tập giỏi, chúng ta có thể đối phó với mọi hoàn cảnh. Thành thử chúng ta không nên chỉ để ý tới những tiện nghi vật chất, mặc dù nó có ảnh hưởng tới sự tu hành. Chúng ta nên thiền bất luận lúc nào, bởi vì nó quý báu nhất, lợi ích nhất. Chúng ta không nên hy sinh việc tu hành vì thú vui trần tục. Ngược lại, chúng ta phải hy sinh thú vui trần tục vì công việc tu hành. Chỉ khi được thân người, chúng ta mới có thể ra khỏi tam giới và giải thoát ngoài vòng sanh tử, nơi hằng hà sa số các loại chúng sinh luân hồi trở lại. Phải mất hàng ức năm, những chúng sinh này mới được đầu thai lên làm người. Đôi khi còn lâu hơn nữa. Chúng ta nên hiểu điều này để đừng quyến luyến, ràng buộc vào những tiện nghi dễ chịu trần gian như ăn, ngủ, vui chơi và tất cả những rác rến vật chất. Giáo lý chọn lọc, thoát khỏi thành kiến. Một đệ tử hỏi thầy, thưa sư phụ, ý nghĩa của việc tu hành là gì và ý nghĩa của khai ngộ là gì? Lúc đó ông thầy đang trồng cây nên ông trả lời, việc tu hành ví như việc dời cây chỗ này đem sang một chỗ thích hợp hơn, rồi tưới nước cho nó mỗi ngày, cho nó phân bón, vân vân. Từ từ cây lớn lên, tu hành cũng đúng như thế. Cũng vậy, thường thường chúng ta hay chú ý bên ngoài những chỗ không đúng khiến chúng ta đau buồn, bực bội. Một vị minh sư khai ngộ dạy chúng ta cách hướng sức chú ý của mình vào những nơi lợi ích hơn, có ích cho linh hồn và phát triển lực lượng bên trong của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ trở về nguồn cội, để rồi cuối cùng ngộ ra rằng chúng ta không phải thể xác này, không phải những ý nghĩ vô nghĩa, vô thường. Chúng ta vốn là trí huệ, là lực lượng tình thương, chúng ta tuyệt đối tự do. Thật ra không có gì chúng ta cần phải học hay phải làm. Chỉ cần bỏ đi tất cả những gì chúng ta đã học, tránh làm những việc mà chúng ta muốn làm đó, thì mọi điều sẽ tốt. Đúng như vậy, những thứ vô nghĩa không ưa mà chúng ta đã học chính là những cái chất chứa đầu óc và trói buộc chúng ta. Nó bảo chúng ta rằng làm người phải như thế nào, một vị thánh khai ngộ phải như thế nào, một vị minh sư đắc đạo phải như thế nào. Cuối cùng, chúng ta bị xích xiềng bởi những thành kiến này và do đó không thể nào giải thoát. Nếu bỏ được hết tất cả những khái niệm này đi, thì chúng ta đã thoát ra một nửa. Lúc đó chúng ta có thể tiếp tục bỏ qua một bên những cái mà chúng ta muốn làm để trở thành một thánh nhân khai ngộ. Rồi mọi thứ sẽ ổn định. Sư phụ kể chuyện lời cầu nguyện hay nhất. Hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện để quý vị biết người ta nghĩ thế nào về lời cầu nguyện. Bởi vì một số quý vị cho rằng lời cầu của quý vị là hay nhất. Quý vị có biết cầu Thượng Đế như thế nào không? Có lẽ quý vị biết nhiều hơn tôi. Để xem quý vị có giỏi hơn mấy người này không? Có một ngôi làng ở một nơi nào đó và một thời đại nào đó trên tinh cầu này, hoặc có lẽ trên một tinh cầu khác. Trong ngôi làng này có một người đàn ông rất là thánh thiện. Mỗi lần dân chúng gặp vấn đề gì, bị khó khăn hay tai ương nào, hay chuyện gì không may xảy ra trong làng, họ đều tới cầu cứu người này. Chẳng hạn như cầu Thượng Đế và ngồi thiền giùm họ, xem coi có chuyện gì sai quấy hay không. Sau đó người này đi bế quan trong một khu rừng đặc biệt nào đó,
sẽ ngồi ở một nơi rất rất là đặc biệt và sẽ nói một lời cầu nguyện rất rất là đặc biệt. Và không biết sao, Thượng Đế lúc nào cũng nghe lời cầu nguyện của người này. Thành tử dân làng luôn luôn được giúp đỡ những gì họ cần đến. Nhưng một hôm như mọi người khác, ông từ trần. Cho nên dân làng không biết phải làm sao. Bởi vì vấn đề khó khăn không chết, người đàn ông thánh thiện kia chết. Nhưng những khó khăn muộn phiền vẫn sống. Phiền não khác mỗi ngày mỗi sinh ra, thấy cũng tức cười. Chúng ta chết nhưng phiền não của chúng ta không bao giờ chết. Thế nên sau khi suy nghĩ một thời gian lâu, họ quyết định đem những vấn đề nan giải tới người kế nghiệp của nhà thánh thiện kia. Người đàn ông kế vị của nhà thánh thiện ấy không thánh thiện bằng. Dân biết như vậy, nhưng lúc bấy giờ không còn ai khác tốt hơn người đó, nên dân chúng đến với ông, đặt vấn đề khó khăn của họ trước mặt ông ta, xin giúp đỡ. Thế nên vị không thánh thiện nhiều này cũng vào khu rừng ấy ngồi chỗ đó, nói lời cầu nguyện rất đặc biệt. Ông không biết sư phụ ông hồi trước nói như thế nào, nhưng bây giờ ông nói câu đặc biệt như là: Lạy Chúa tôi, Ngài biết con không phải là một người thánh thiện. Ừ, tối thiểu ông này cũng là một người rất thật thà. Nhưng chắc chắn Ngài không vì thế mà không giúp dân làng, phải không? Cho nên Ngài hãy nghe con mà tới giúp. Thượng Đế nghĩ, nghe nói cũng có lý, mặc dầu người này không thánh thiện, nhưng dân làng không có liên quan gì tới sự thiếu thánh thiện của ông. Thế là Thượng Đế nghe lời và giúp người dân y như trước. Thành thử, dân chúng tiếp tục tới người đàn ông không thánh thiện nhiều này, nhờ ông cầu Thượng Đế giải quyết vấn đề cho họ. Được một thời gian như vậy, nhưng biết sao không? Người đàn ông không thánh thiện nhiều này cũng từ trần. À, vấn đề không bao giờ dứt mà không có giải pháp. Bây giờ dân chúng cảm thấy rất hoang mang, bối rối. Phải làm sao đây? Họ ráng tìm một người khác, thậm chí không phải là một người thánh thiện, cũng không phải là một người kế nghiệp của vị thầy kia, nhưng là một người đặc biệt hơn. Có thể là một người ngọt ngào hơn tất cả mọi người, hoặc một người chăm cầu nguyện hơn. Họ chọn một người trong giáo hội, rồi nói rằng: Bây giờ công việc này là của anh. Anh cầu nguyện giùm chúng tôi. Chúng tôi đang bị vấn đề như vậy như vậy. Anh phải cố gắng. Nhưng vô tình người này không biết gì về hai người trước, nên ngay khu rừng đó ở đâu, ông cũng không biết. Ông có biết khu rừng, nhưng không biết chỗ đặc biệt ấy ở đâu. Thậm chí chính ông cũng không biết lời cầu nguyện đặc biệt nào cả. Cho nên ông không biết phải làm sao. Chỉ đến gần khu rừng, ngồi bất kỳ chỗ nào, không phải một nơi đặc biệt. Bởi vì hồi trước hai người kia thường tới chỗ rất là đặc biệt. Đối với họ, chỗ đó rất linh thiêng. Thành ra mỗi khi cầu nguyện đều có hiệu quả. Còn đối với người kế nghiệp cũng vậy. Ít nhất ông ta cũng biết một lời cầu nguyện rất đặc biệt và biết một chỗ rất đặc biệt, nơi thầy của ông thường hay ngồi trong khu rừng rất đặc biệt đó. Nhưng bây giờ, người này không biết gì về mấy cái đó, nên ông phải làm sao? Ông chỉ quỳ xuống hay ngồi đó nói với Thượng Đế rằng: Thượng Đế hỡi, nếu công thức hay lời cầu nguyện là cái làm cho Ngài nghe theo thì con thật vô vọng. Nhưng xin Ngài đừng chấp vào công thức hay lời cầu nguyện đặc biệt nào cả. Cứ nghe lời con nói. Dân làng con có rất nhiều phiền não, sao Ngài không giúp họ? Nói bấy nhiêu đó, rồi ông ta đứng dậy về nhà ngủ. Thượng Đế nghe lời y như vậy bởi vì không ai cầu hết. Đó là người độc nhất. Cho nên Ngài bảo rằng, được, ta sẽ giúp. Thế là Thượng Đế giúp dân làng y như hồi trước. Bây giờ người đàn ông này bỗng nhiên trở thành một người rất là đặc biệt và ông tiếp tục làm công việc đặc biệt đó mỗi ngày như vậy. Nhưng rồi một hôm, người này cũng đi chầu Thánh Peter, giống như tất cả chúng ta. Thế là ông chết. Ghê quá! Dân làng này sao xui xẻo vậy cả? Người này chết rồi tới người kia chết, nhưng ngôi làng vẫn còn và vấn đề vẫn còn đó.
Có lẽ con cái dân làng tiếp tục giữ tập quán của họ. Bây giờ họ phải tìm một người làm công việc cầu nguyện cho họ. Kỳ cục, sao dân chúng không cầu nguyện thẳng? Sao phải nghĩ tìm người khác? Đó là thói quen. Chúng ta lệ thuộc vào một cái gì đó, chấp vào một cái gì đó bởi vì nó đã có lần hiệu nghiệm. Nhưng nó không bao giờ hiệu quả nữa, vậy mà chúng ta vẫn chấp vào đó. Sau khi người đàn ông này qua đời, dân chúng vô cùng khổ sở. Không có một người nào gần như thánh thiện hoặc chăm chỉ cầu nguyện. Không có ai đạo đức trong làng, cho nên họ rất đau khổ, không còn biết cách nào để liên lạc với Thượng Đế. Phiền não càng ngày càng nhiều, không gì giúp được. Cho nên họ suy nghĩ thật nhiều, tụ họp lại với nhau, rồi quyết định chọn đãi một người. Vô tình, họ chọn một thương gia. Ông này rất giàu có, không phải làm việc cực nhọc nên có thời giờ cầu nguyện cho dân. Đó là họ nghĩ như vậy. Thế cũng được, có tiền còn hơn là không có gì cả. Nếu không có đạo đức thì có tiền bạc như vậy cũng không đến nỗi nào. Thế là người này trở thành cha đạo bất đắc dĩ. Vậy thôi. Bây giờ mọi người giao cho ông ta công việc liên lạc Thượng Đế và cầu nguyện giùm họ. Nhưng ông thương gia này biết gì về cầu nguyện? Ông chỉ biết ngân hàng, tiền, thuế má, sổ sách này nọ. Nhưng mọi người năn nỉ và cuối cùng ông bằng lòng. Vì lúc nào ông cũng thích tiền hơn là Thượng Đế nên ông không có chuyện vớ vẩn. Ông nói thẳng. Ông ngồi ngay trong nhà, trước máy tính của ông, nhìn lên thiên đàng hay có lẽ nhìn vào máy điện toán, nói rằng ông là Thượng Đế thứ gì mà không biết giải quyết tất cả mọi vấn đề trong thế giới do chính ông đã gây ra. Ông có khả năng giải quyết, nhưng không chịu làm gì cả. Ông là Thượng Đế sao từ chối thi hành bổn phận của ông? Ông đợi gì nữa chứ? Ông muốn đợi chúng tôi quỳ xuống năn nỉ ông hay sao? Thượng Đế gì kỳ cục vậy? Làm việc của ông đi chứ. Thượng Đế cảm thấy xấu hổ, nhưng dù sao Ngài cũng nghe lời và giúp đỡ người dân. Thành thử có nhiều cách cầu nguyện cho những người khác nhau. Bây giờ quý vị chọn lối cầu nguyện nào để áp dụng cho mình? Đối với tôi không cần biết. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta cần phải bảo Thượng Đế làm gì, nhưng đôi khi Ngài thích như vậy. Có lẽ vì Ngài làm những cái chúng ta muốn Ngài làm. Đối với người thánh thiện kia, ông ta kỳ vọng Thượng Đế khó khăn như vậy, và Ngài là một chúng sinh rất thánh thiện và trong sạch. Nên chúng ta phải rất trong sạch và thánh thiện, đi tới một nơi riêng biệt, rất đặc biệt để mà cầu Thượng Đế. Lúc bấy giờ, có lẽ Thượng Đế sẽ cảm động bởi sự thánh thiện, sự trong sạch của chúng ta, thời giờ, sức lực và lòng kính trọng của chúng ta đối với Ngài. Và do đó, Thượng Đế sẽ đáp lời cầu nguyện. Nhưng người thứ hai kỳ vọng khác. Ông ta không thánh thiện, thành ra ông kỳ vọng Thượng Đế đừng để ý tới ông có thánh thiện hay không, nhưng vẫn giúp dân, và chuyện đó không liên quan gì tới sự thánh thiện của ông. Thành thử Thượng Đế cũng thỏa mãn lòng mơ ước của ông, bởi vì ông kỳ vọng Ngài sẽ như vậy. Cho nên, Ngài đã đợi cho người này đến địa điểm đặc biệt kia. Nhưng ít nhất người đàn ông này dù không thánh thiện, có biết về người thánh thiện kia, và biết rằng người thánh thiện đó luôn luôn đi tới một nơi rất đặc biệt và nói một lời cầu xin đặc biệt. Thành thử người này nghĩ rằng sự trả lời của Thượng Đế có liên quan tới chỗ linh thiêng ấy sau đó, tới chỗ đặc biệt đó trong khu rừng xa cách đó. Cho nên ông bám vào ý niệm đó và tin. Bởi vậy, nếu ông cầu nguyện ở nhà chắc là không công hiệu, vì trong đầu ông kỳ vọng như vậy. Dù không phải là người thánh thiện, nhưng ít ra ông cũng có liên quan tới người thánh thiện kia qua nơi chốn đặc biệt đó. Cho nên, Thượng Đế đợi ông thỏa mãn tất cả những thứ này, rồi mới ban phước báo. Rồi tới người thứ ba không biết gì về những điều này, thành thử ông không thể đòi hỏi chính mình đi tới chỗ đặc biệt ấy trong một khu rừng đặc biệt, hoặc nói lời cầu nguyện đặc biệt. Bởi vì ông không có tư tưởng đó, nên ông chỉ làm những gì ông nghĩ. Ông cầu Thượng Đế, xin hãy giúp người dân. Và bởi vì ông cầu thẳng từ tấm lòng thành tâm, nên Thượng Đế cũng ban cho lời ước.
Sao lại không? Thượng đế không có gì khác để làm, phải vậy không? Nếu một việc nhỏ như thế mà không giúp, thì đó là thượng đế gì? Sao ba người này rất thành tâm và khiêm tốn, dân làng không còn ai thánh thiện, khiêm tốn nữa. Nên họ phải chọn bất kỳ ai mà họ nghĩ rằng có thời giờ cầu nguyện cho họ. Và lần này họ chọn người thương gia. Thương gia không có vớ vẩn lộn xộn. Họ để ý tới tiền bạc và công việc làm ăn của họ. Nên nếu phải làm một việc gì, họ làm như trong thương mại. Nếu biết làm việc gì là cứ làm việc đó thôi. Sao phải đợi người ta năn nỉ? Tôi cũng sẽ nói như vậy. Đôi khi ta nói làm ơn làm việc đó, nhưng nếu quý vị không làm cũng không sao. Vì quý vị biết làm gì mà, đâu cần sự cầu nguyện của tôi. Quý vị phải làm những gì trong trái tim của quý vị. Chúng ta không thể bắt chước một, hai hay ba lời cầu nguyện này và nói rằng sư phụ Thanh Hải đọc câu chuyện này cho mình nghe và sư phụ nói làm vậy được. Bởi vì dù ta bảo quý vị cầu giống vậy đi nữa, quý vị cũng không cầu được. Quý vị không thể cầu cách tôi cầu, bởi vì quý vị không nghĩ như tôi nghĩ. Và khi cầu, thái độ của quý vị không như thái độ của tôi. Tôi như thế đó, nên mới cầu như thế đó. Nhưng nếu quý vị như vậy, thì quý vị cầu như vậy. Thành ra mọi lời cầu nguyện đều được cả, không sao hết. Theo ý tôi, thì lực lượng Thượng Đế hay Minh Sư sẽ làm việc ngay cả trước khi chúng ta cầu nguyện, nhất là trong trường hợp khẩn cấp. Chúng ta chỉ cần cố hết sức mình mỗi khi nào làm được trong mọi hoàn cảnh. Lúc đó lực lượng Thượng Đế hay Minh Sư sẽ giúp tùy theo. Nhưng làm hết sức mình là điều phải có. Tại sao dân làng không tự cầu cho họ, dù họ không tệ hại hơn người thương gia kia? Tại sao họ phải lệ thuộc vào một trung gian như vậy? Bởi vì sự chấp nhận, thói quen, thành kiến. Bởi vậy cho nên nhiều người mỗi lần bị vấn đề khó khăn, họ đi gặp linh mục hay thầy chùa. Tôi không biết giữa linh mục, thầy tu hay bất kỳ ai khác nhau ở điểm nào. Thí dụ trong truyền thống Phật giáo, các thầy tu Mahayana tối thiểu ăn chay và không lấy vợ. Rồi đầu óc người thường có lẽ nghĩ rằng, ồ, người đó thánh thiện, ông ta ăn chay, không lấy vợ, ông ta rất thanh bạch. Như vậy có lẽ có lý do. Nên mỗi lần gặp vấn đề gì họ nghĩ rằng, bởi vì người kia thanh bạch nên có thể tới nhờ người đó liên lạc với Thượng Đế như một cái cầu tốt. Điều đó có thể tha thứ được, nhưng trong một số tôn giáo khác, linh mục hay tu sĩ cũng lấy vợ. Họ ăn thịt uống rượu rất là tự do phóng khoáng. Họ làm những việc mà quý vị làm ở nhà, họ ăn những thứ quý vị ăn hàng ngày và họ cầu nguyện qua sách vở mà chính quý vị cũng cầu và đọc. Cho nên khác nhau chỗ nào giữa quý vị và ông linh mục đó mà quý vị phải đến với họ? Hoặc ông thầy chùa kia mà quý vị phải tới nhờ họ cầu nguyện cho quý vị? Thử nghĩ coi. Quý vị thấy đó, không có gì khác nhau hay không khác là bao, ngoại trừ người đó sống trong một ngôi chùa rất đẹp, trong khi quý vị sống trong một căn nhà sập xệ hay sao đó. Có lẽ ngôi chùa nơi họ sống có khác, nhưng tôi không biết người có khác hay không. Thành thử quý vị thấy đó, đời sống một số chúng ta thật là nực cười. Thói quen là thói quen vô nghĩa lý mà nhiều người trên hành tinh chúng ta vẫn giữ và còn tin tưởng kiếp này qua kiếp kia, đời này truyền sang đời khác. Con người không bao giờ dừng lại để nghĩ coi nó vô lý như thế nào. Bởi vậy tôi dạy quý vị con đường trực tiếp, tự mình cầu nguyện. Nếu tôi có phương pháp nào thì tôi cho quý vị biết và quý vị sẽ làm lấy một mình. Tại sao tôi phải giữ mọi thứ đặc biệt cho riêng mình? Như vậy quý vị nghĩ rằng tôi là một người đặc biệt. Không có ai đặc biệt cả. Quý vị phải tin tưởng chính mình và làm mọi việc theo tiêu chuẩn, đức tin và ý kiến của bản thân về Thượng Đế nên như thế nào, Thượng Đế nên đáp lại quý vị ra sao, hoặc Thượng Đế nên làm việc của Ngài như thế nào. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Thiền tứ quốc tế Nam Vang, Campuchia vào ngày 11 tháng 5 năm 1996. Nguyên văn tiếng Anh. Băng thâu hình số 545. Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 130.